Bác ơi, bác ngồi xuống đây đi ạ. Bác không sao chứ ạ? Cảm ơn cô, tôi không sao đâu. AGC ăn chặn tiền lương của nhân viên sao? Sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Rõ ràng mình thấy công ty này đãi ngộ nhân viên rất tốt cơ mà. Lũ độc ác này, trả tiền cho tao. Lương làm lao công của tao có được bao nhiêu đâu mà chúng mày cũng đốt trôi được. Thằng tao già cả ốm yếu như thế này. Bảo có thôi ngay đi không hả? Bảo có biết tôi là đâu không? Mà bà làm loạn, bảo vệ đâu? Thôi, đừng có mạnh tay với người già. Dạ vâng ạ. Anh cứ đến công ty họp trước đi, em sẽ phép lên sau ạ. Lũ ơi, lũ độc ác. Lần sau mà bà còn dám làm loạn ở đây ý, thì đừng trách tôi, hiểu chưa? Để cho tôi chết đi thôi. Bác bình tĩnh, bác kể cho cháu nghe xem có chuyện gì xảy ra. Biết đâu giúp được bác. Cô giúp được tôi. Cô thật là cô giúp được tôi không? Cháu sẽ cố hết sức ạ. Chuyện sáng nay là sao? Tại sao lại có chuyện ăn tiền lương thưởng của nhân viên? Dạ thưa anh, chẳng là trước Tết công ty mình cũng không định sa thải bác ý đâu. Nhưng do bác ý ăn trộm đồ của nhân viên khác mà chuyện này rất ảnh hưởng đến công ty của mình, buộc lòng em phải làm như vậy ạ. Nhưng tại sao bác ấy sai mà bác ấy lại hành động như thế nhỉ? Anh cũng thấy rồi đấy, cách hành xử của bác ý rất là trợ búa. Với lại những món đồ bác ý ăn trộm rất giá trị, buộc lòng em phải trừ thẳng vào lương thưởng của bác ý. Chắc là mất cả chỉ lẫn chài, bác ý không can tâm cho nên hành xử như thế ạ. Thôi được rồi, giải quyết triệt để cho tôi, làm gương cho những người khác, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Với những kinh nghiệm và sự hiểu biết của cô thì tôi nghĩ công việc này khá là phù hợp với cô. Liệu trong ngày mai cô có thể đi làm được luôn không? Tôi không thể đi làm được. Vậy khi nào cô đi làm được? Không bao giờ. Thế mục đích của cô đến công ty chúng tôi làm cái gì à? Hả? Khoe thành tích của mình hay là cô coi công ty chúng tôi là một trò đùa? Tôi nghe nói chế độ đãi ngộ công ty rất là tốt, luôn đặt nhân viên lên hàng đầu. Thế nên nhân viên mới toàn tâm toàn ý, hết lòng hết sức vì công ty. Không ngoa cho những lời này. Nhưng mà để được như vậy thì nhân viên cũng phải đáp ứng đủ yêu cầu của công ty. Nhưng mà tôi thấy ngược lại thì đúng hơn. Ăn cướp trắng trợn, không những không có thưởng Tết mà lại còn ăn chặn 6 tháng tiền lương của nhân viên lao công. Không hề có thông tin này và tất cả là sai sự thật. Nếu như cô không muốn làm việc ở công ty tôi thì mời cô đi cho, đừng làm mất thời gian của người khác nữa. Lý lẽ cồn như thế này thì chắc là đúng sự thật rồi. Cô muốn nghĩ sao thì tùy. Còn bây giờ ấy, mời cô đi cho, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Chỉ có căn phòng kia là phòng riêng, chắc chắn đây là phòng giám đốc rồi. Lan xếp hỏi về cô ta thì mình biết trả lời sao đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô ra ngoài ngay. Có chuyện gì đây? Dạ thưa anh, em đang tìm cô gái này ạ. Cô biết sợ rồi sao? Đây là phòng của giám đốc tôi, không phải ai cũng tùy tiện ra vào được. Mời cô ra ngoài ngay. Tôi sẽ không đi đâu nếu như chưa nhận được câu trả lời.
Đường đường là một công ty lớn, vậy mà lại đi moi móc cắt xén tiền của một cô lao công. Số tiền đó có thể làm cho công ty anh giàu hơn được không? Cô nói thế là sao? Công ty tôi không bao giờ có trường hợp như thế. Chính bác gái hôm nay đến kêu an túm cổ áo anh là người đã bị công ty anh ăn chặn tiền lương và thưởng trong 6 tháng qua. Tôi nghĩ anh nên xem lại cách quản lý công ty của mình. Theo như tôi biết thì bác gái đấy là người ăn trộm đồ nhân viên của công ty tôi. Như vậy có gì là sai? Cô ta nói với anh như vậy sao? Đó là sự thật. Được, nếu mà đó là sự thật thì để tôi mời bác gái vào đối chứng với cô. Như vậy cũng khỏi oan cho cô. Cô! Cứ để cho cô đi. Bây giờ bác hãy kể ra mọi chuyện đi. Có cháu ở đây rồi, bác không cần phải lo đâu ạ. Chứng cứ rành rành ra, bà còn cãi được à? Hả? Tôi không có lấy. Tôi làm ở đây 5 năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ làm những cái việc như thế này. Cô mà không có chứng cứ, cô đừng có nói tôi như thế, oan cho tôi lắm. Oan hay không ý, thì quyết định cho bà nghỉ việc cũng đã có rồi. Tôi có rất nhiều cách để đuổi việc bà. Ví dụ như là lười này, làm việc không chăm chỉ này, rồi là không hoàn thành nhiệm vụ này, vân vân và vân vân. Cô ơi, tôi già cả, lại còn phải nuôi một đứa con liệt ở nhà nữa. Cô đừng đuổi tôi. Không những bà bị đuổi việc mà lương thưởng Tết của bà cũng không nhận được. Và những món đồ bà ăn trộm sẽ trừ thẳng vào lương của bà, ok? Coi như tôi cầu xin cô. Cô ơi, chúng tôi đi làm cả năm, chỉ mong có tí thưởng Tết mới trông một đồng lương. Bây giờ thưởng đã không có, lại lấy cả lương của tôi nữa, thì gia đình tôi sống làm sao đây cô ơi? Gia đình bà sống chất thế nào ấy thì đó là việc của bà, không liên quan gì đến tôi cả. Còn bây giờ cút sang một bên. Cút! Cô. Chuyện ăn cắp ăn trộm là tôi bị người ta gài bẫy, chứ tôi có biết dùng điện thoại đâu mà bảo tôi lấy ạ. Chính bà ăn trộm điện thoại để bán đi rồi kiếm tiền, bà còn già mồm được à? Hả? Nếu mà vậy thì check camera đi. Tội vu khống và chiếm đoạt tài sản của người khác cũng khiến cô ngồi tù mọt gông đấy. Cô! Tại sao lại cười? Tôi nghĩ rằng sẽ cần có một người có hiểu biết, có tâm để giải quyết vấn đề này. Và người đó không ai khác chính là cô. Cô có đồng ý để vào làm nhân viên công ty tôi không? Tình huống này có nghĩa là anh muốn nhận tôi vào làm cho công ty của anh. Công ty tôi đang cần những người công tâm và trung thực như cô. Vậy còn em thì sao ạ? Nếu em không làm thì tại sao em phải sợ? Còn nếu như em làm, anh sẽ truy cứu việc này đến tận cùng đấy. Tôi đồng ý. Hãy làm việc thật tốt để không ai chịu thiệt thòi nhé. Tôi sẽ không để sếp thất vọng đâu. Bác yên tâm đi ạ. Cháu sẽ làm rõ chuyện này. Chăm sự nhờ cả vào cháu nữa. Anh đi đâu mà giờ này mới về? Anh đi nhậu với đối tác. Em biết đấy, công việc mà. Lại là công việc. Anh không thể về nhà sớm hơn được với em à? Em cũng đi làm, em cũng mệt mỏi mà. Anh xin lỗi. Lần sau sẽ chú ý hơn. Bây giờ anh vào nghỉ đã, anh mệt lắm rồi. Em ăn cơm đi nhá, anh no rồi.
tôi là Hoàng, một người đàn ông 30 tuổi, độ tuổi không còn ngông cuồng, ngỗ ngược, không còn chỉ là sống cho bản thân mình, mà còn là sống cho gia đình và công việc. Vì thế, tôi càng phải cố gắng, càng phải nỗ lực. Nhưng có vẻ vợ tôi không hiểu tôi. Anh phải đến công ty, nói chuyện sau nhé. Đồ ăn vợ nấu ngon lắm, anh cảm ơn vợ. Có tin vui ấy thì phải cho anh em ở trong phòng một bữa ra trò chứ. Tin gì? Tôi có biết gì đâu. Ồ hai, thì cái dự án của ông ấy, bên công ty đối tác họ khen nức nở đấy. Thật à? Họ đồng ý rồi à? Ừ, chả thật chứ không lại đùa. Mà bên công ty đấy kỹ tính như thế, ông làm cho họ vừa ý như thế, thế thì ông ghê rồi. Mà tôi nghe đâu ấy, hình như sếp đang định thăng chức cho ông lên thành trưởng phòng đấy. Ông đợi quyết định chính thức đi nhá. Thật sao? Ừ. Ui. À, sang này. Ông này tôi đẹp trai không? Vâng, đẹp trai. À không, à, dạ sếp tương lai của tôi trông đẹp trai vãi cả đạn ra ấy. Ô, mà Hoàng này, ông sao đấy? À, thì tôi đang nghĩ xem nên mua cho vợ tôi cái gì để tôi còn khoe cái chuyện này. Lâu lắm rồi có mua quà cho vợ đâu. Cũng nhờ cô ấy chăm sóc gia đình này vẹn toàn thì tôi mới được như ngày hôm nay đấy. Mà cũng 9 phần nhờ cô ấy chứ đùa đâu. Kinh, lại nghiêm túc thế. Được của nó đấy. Nghĩ đến vợ cái là phải đi mua quà cho vợ ngay cơ. Ờ, thì vợ tôi mà. Tôi không chăm thì thằng khác có chăm à? Ông này, tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Ông chưa có vợ, chả hiểu cái quái gì cả. Thôi, tôi đi lựa quà cho vợ tôi đây. Ê, từ từ. Làm cốc cà phê đã rồi về. À, túi sách. Anh mua cái túi này bao nhiêu tiền? Em có đi đâu đâu mà lại cần túi. Tiền đấy vợ chồng mình để làm được bao nhiêu việc? Công ty anh bốc thăm trúng thưởng, ai cũng nhận được quà, nhân dịp cuối năm mà. Thật không đấy? Thật. Em này, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì ạ? Anh nói đi. Công ty anh thành lọc nhân viên, nếu anh bị mất việc, em có thất vọng với anh không? Anh Hâm này, em ở bên anh từ lúc vợ chồng mình chưa có gì. Đến bây giờ anh cũng đã rất cố gắng rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở cạnh bên anh. Thật sao? Nhưng mà em bị anh lừa rồi. Anh mới được thăng chức tăng lương, sau này cuộc sống của chúng mình sẽ được cải thiện hơn. À, dám lừa em. Em này, em nghĩ sao nếu hai chúng mình có con? Em có đồng ý không? Bây giờ anh có đủ khả năng để lo cho hai mẹ con rồi.
Trang. Trang. Làm đây, không muộn. Làm cái gì đấy? À, thì vợ anh vất vả bao lâu nay rồi. Anh vào anh phụ dọn nhà cửa, phụ bếp. Sao? Anh có chắc là anh làm được không đấy? Ừ. Anh nấu ăn thì chỉ có chuột thôi. Mùi gì nhá? Ôi chết, nơi thịt của anh. Thôi, anh để em làm cho. Anh đi ra quét nhà cho em. Dừng lại. Cô rán, sợ chết đây được ấy. Em ra đập nó giúp anh đi. Đàn ông gì mà lại sợ rán? Luật nào đàn ông không được sợ rán? Ra đập giúp anh đi, nhanh lên. Anh nhớ trong nồi canh của em đấy. Cho thêm muối vào. Ừ. Đây có phải muối không nhỉ? Xong rồi này, mày xong rồi. À. Thôi, anh ra ngoài kia đi, để em làm cho. Vâng, xin tuân lệnh. Anh này, hôm nay em cảm thấy hạnh phúc lắm. Lâu rồi vợ chồng mình không dành thời gian ở bên nhau. Nếu sau này em già, em xấu, anh còn thương em nữa không? Đương nhiên là không rồi. Nói gì cơ? Ý của anh ấy là không thương như bây giờ mà phải thương hơn nữa cơ. Hiểu chưa đồ ngốc? Gửi vợ yêu, cảm ơn em thời gian qua đã hy sinh và cố gắng vì anh rất nhiều. Cơ mà em cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình nữa nhé. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh nhận ra món quà lớn nhất với em không phải là vật chất mà là sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia. Anh sẽ luôn bên em, làm em hạnh phúc vì em có anh. Anh yêu em. Cảm ơn anh vì món quà. Nhờ có nó mà em tự tin hơn rất nhiều. Em không nghĩ là anh lại chu đáo và quan tâm em nhiều như thế đâu. Chỉ có ngốc thì không biết là anh yêu em nhiều thế nào thôi. Lần sau có chuyện gì phải nói cho anh biết đấy, hiểu chưa? Không có giấu đâu ấy. Vâng, em thương anh nhất. Thương thì phải thưởng chứ. Anh muốn được thưởng gì? Thưởng thế này này. Chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng người phụ nữ hạnh phúc chắc chắn sẽ xinh đẹp. Tài liệu của cô. Làm tăng ca đi. À, nhưng mà đây là công việc của cậu mà. Cậu tớ cái gì? Trưởng phòng sang bảo cô làm, cô thích cãi không? Cãi tôi mách trưởng phòng, bảo trưởng phòng đuổi việc cô.
Được rồi, tớ sẽ làm. Biết điều đấy, làm xong để ở phòng chủ tịch, nhớ chưa? Bây giờ anh còn ở trong phòng. Chủ tịch, chủ tịch, anh bị làm sao thế? Sao người anh lại nóng thế này? Uống nhiều rượu quá hay là anh sốt rồi? Vậy thì bây giờ tôi để tài liệu ở trên bàn nhé. Tôi xin phép ra ngoài. Đừng đi, ở lại với tôi đi. Bây giờ ở trong văn phòng không còn ai, anh say là một mình ở đây cũng không yên tâm. Được rồi, đêm nay tôi sẽ ngồi ở bên cạnh chăm sóc anh. Tỉnh rồi à? Anh uống nước đi ạ. Sao cô lại ở đây? Ồ, anh say quá nên là không nhớ gì nữa. Hôm qua anh uống nhiều, anh ngủ lại công ty. Em tăng ca nhìn thấy sợ anh bị làm sao mới ở lại chăm sóc anh cả đêm đấy ạ. Hóa ra là em à? Anh xin lỗi, anh làm phiền em quá. Không có gì. Em mà quan tâm ai thì em sẽ chăm sóc người đó thôi ạ. Thu này. Dạ. Em có người yêu chưa? Dạ, em chưa ạ. Chủ tịch, anh đã khỏe chưa? Tôi khỏe. Sao cô lại hỏi thế? À, hôm qua... Anh Hoàng! Anh... Mọi người đang chờ anh vào họp đấy. Cô giỏi đấy. Tôi tưởng cô im miệng về chuyện tối hôm đấy rồi mà cô lại định nói ra. Cô có ý gì? Anh Hoàng bây giờ là người yêu của tôi rồi. Cô có nói gì anh ấy cũng không tin đâu. Hôm
Hôm đó tôi là người chăm sóc chủ tịch, nhưng mà cô lại đến đuổi tôi đi. Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của anh ấy thôi mà. Nhìn mặt cô tôi biết cô có âm mưu rồi. Cô đừng có mà vớ vẩn. Tôi không để cô đạt được âm mưu đấy đâu. Cô Linh, tôi nghe nói cấp trên phàn nàn về thái độ làm việc của cô lắm đấy nhá. Cô mau sang phòng tài vụ nhận tiền rồi nghỉ việc đi. Sao lại nghỉ việc ạ? Hôm qua anh còn khen em là em làm việc rất tốt. Làm sao mà em có thể nghỉ việc đột xuất như thế được? Cho em hỏi là ai đã phàn nàn về thái độ làm việc của em ạ? Cấp trên sếp ấy. Mà sao cô hỏi lắm thế nhở? Cô mau sang phòng kế toán nhận tiền rồi dọn đồ đi. Anh Giang ơi, em xin anh đấy, anh cho em một cơ hội. Bây giờ mà em nghỉ việc thế này, em không thể nào mà xin công việc mới được ạ. Tôi không cần biết cô có phải trẻ con đâu, tự mà lo liệu đi nhá. Cô Thu, tôi đã làm theo đúng lời cô nói rồi đấy. Cái chức giám đốc ấy, cô có thể bảo chủ tịch cho tôi được không? Anh bị ngu à? Anh đuổi con Linh đấy là trách nhiệm của anh. Cớ gì anh bắt tôi đi xin chủ tịch cho anh làm giám đốc? Nhưng mà Linh có làm gì sai đâu. Tôi đuổi việc Linh là trái quy định nhá. Chính cô ép tôi làm thế đấy nhá. Này, đấy là anh phải cống hiến vì tôi. Anh thử không nghe lời tôi xem tôi đuổi cả anh ấy. Anh là trưởng phòng, nhưng tôi lại là người yêu của chủ tịch cơ. Tính đi tính lại, anh cũng chỉ là con chó để tôi sai vặt thôi. Được thôi, cá chết ấy thì lưới cũng rách thôi. Cô đã lợi dụng tôi rồi, thế thì tôi sẽ cho cô một cái kết đầy hối hận. Chờ đấy. Mắt nên phải đi mổ. Anh cũng không biết khi nào anh có thể nhìn lại được. Công việc của công ty lại quá bừa bộn. Thu, em có thể giúp anh một việc được không? Dạ được, việc gì ạ? Có một hợp đồng quan trọng cần xem qua và ký kết. Em có thể đọc điều khoản của hợp đồng ấy lên giúp anh được không? Anh để hợp đồng ở đâu? Anh để ở trên bàn. Anh đợi em một lát nhé. Anh ơi, đợi em một lát nhá, em nghe điện thoại ạ. Ừ. Alo. Cô đã xem xét yêu cầu của chúng tôi chưa? Chúng tôi muốn mua lại công ty. Nếu cô giúp tôi sẽ cho cô 10 tỷ. Các người nói thật chứ? Tôi vừa chuyển cho cô 50 triệu, đây là bước đầu tiên. Nếu cô thành công, tôi sẽ chuyển cho cô số tiền còn lại. Được, tôi đồng ý. Thu, em có ở đây không? Tại sao lại có chuyện bán công ty? Anh nhớ anh có ký kết hợp đồng gì đâu. Là tôi sắp xếp đấy. Tôi đã lợi dụng lúc anh mù, lừa anh ký bản hợp đồng bán công ty. Tại sao lại như thế? Em là người yêu của anh cơ mà. Em làm như thế là phản bội anh, phản bội công ty đấy. Anh có biết là tôi chán cái việc phải đi kiếm tiền ba cọc ba đồng lắm không? Nhưng nếu tôi giúp người lạ kia bán được công ty của anh, tôi sẽ có 10 tỷ đấy. Chỉ có 10 tỷ thôi sao? Em bán tình yêu của chúng ta rẻ mạt thật đấy. Ai đây? Ồ, tôi đến lấy giấy tờ. Nhân sự bảo là cần chữ ký của chủ tịch. Cô đến đúng lúc lắm. Tôi cũng nói rõ với các người, đây mới là người chăm sóc anh cả đêm lúc anh say. Còn tôi chỉ đến lúc anh tỉnh rồi thôi. Tại sao lại thế? Linh chăm sóc lúc tôi say. Tại sao cô ấy? Là tôi đuổi việc cô ta đấy. Như thế tôi mới có được lòng tin của anh chứ. Anh
ngu ngốc quá đấy thôi ấy. Nhưng bây giờ em trắng tay rồi, hai người có thể đến với nhau, tôi không cản trở đâu. Cô khốn nạn thật đấy, cô chơi đùa trên tình cảm của người khác như thế, cô vui lắm à? Tôi vui mà, tôi vui chết đi được đây này. Chỉ có cô mới ngu ngốc yêu anh ta thôi chứ ai thèm chứ. Bây giờ thì cô lấy đi, lấy lại đầu thừa của tôi đi. À, mà tôi quên, bây giờ anh ta mù dở như thế này, cô mà đặt lấy chắc phải chăm sóc cả cuộc đời này đấy. Tôi yêu anh Hoàng, dù anh Hoàng có như thế nào đi chăng nữa hết, tôi cũng chăm sóc được anh ấy, cô không phải lo. Mắt anh không nhìn thấy gì, chưa chắc anh đã chăm sóc được bản thân của anh. Em không sợ thiệt à? Em không sợ, em chỉ cần có anh bên cạnh, vậy là đủ rồi. Thôi đủ rồi đấy, mời hai người biến ra khỏi đây cho tôi nhờ. Đủ rồi đấy Thu, cô hơi bị lộng hành rồi đấy. Hóa ra tất cả những điều Sang nói là đúng à? Anh Hoàng, anh có thể nhìn thấy đường à? Anh chỉ giả mù để thử lòng cô ta thôi. Cái gì? Anh không mù á? Nhưng mà thì làm sao chứ? Công ty của anh cũng bị bán rồi. Bán á? Cô nghĩ tôi sẽ cho cô lộng hành như thế à? Tất cả những gì tôi làm ấy là để thử lòng cô thôi. Còn số tiền trong tài khoản của cô ấy là tôi chuyển vào đấy. Tôi có thể lấy nó bất cứ lúc nào. Không, không thể nào như thế được. Cô cút khỏi đây đi. Tôi sẽ đưa mọi tội lỗi của cô ra tòa. Lúc đấy cô chỉ có ăn cơm tù thôi. Anh Hoàng, em sai rồi. Là do thằng Sang nó hại em. Dù em ngu ngốc, anh tha lỗi cho em lần này đi. Em yêu anh mà. Cô biến đi. Tôi quá ghê tởm con người của cô rồi. Cô không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ lên. Khi đấy nhục mặt đấy. Linh, anh xin lỗi em. Hóa ra chính em là người chăm sóc anh, thế mà anh lại không biết. Anh đã để em chịu nhiều mức rồi. Em không sao, chỉ cần anh khỏe như thế này là em thấy vui rồi. À, thôi xin phép, em đi đây. Linh, em ở lại với anh được không? Làm cái gì? Về quê đi. Tao đã cho tiền mày về quê rồi, mày có mua cái gì nữa hả? Bố, bố về mẹ con đưa đi bố. Mẹ đang ốm nặng lắm. Bố, con xin bố ấy. Có chỗ lông bà xuống đây tìm bố ấy bố. Thôi, bỏ ra xuống đâu. Mẹ con đưa đi bố. Người ta nhìn đi kìa. Bố, con xin bố ấy. Ê, bố. Hiểu nhầm. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Nó không phải con tôi đâu. Bố, bố về mẹ con đi. Bố. À, cái đứa bé này ấy, nó cứ nhận đòi anh làm bố ấy. Mà anh có biết bố nó là ai đâu cơ chứ. Thật á? Ừ. Bố mẹ cháu đâu? Ôi cô trả lại bố con. Này cô. Bố mẹ mày dậy mày ở nhà hỗn láo với người lớn như thế à? Hả? Đưa em. Cô. Này, dậy. Cháu ơi. Cô ơi, sao thế cô ơi? Này, cố lên con trai, đến bệnh viện sẽ không sao đâu. Nghe
Thế là hôm nay tôi được bố Hoàng cho đi chơi rồi. Con trai ngoan, con nói cho bố biết, bây giờ mà con muốn được đi chơi nhiều hơn thì con phải làm gì? Thì con phải học thật giỏi này, nghe lời ông bà bố mẹ này. Thế là ước mơ có một gia đình vừa có cả bố lại còn vừa có cả mẹ đã được thực hiện rồi. Thằng bé rất thông minh và đáng yêu. Chờ bố với. Này, hôm nay bố sẽ dẫn đi chơi tất cả những trò chơi trong công viên này nhá. Thế thì bố nhanh lên nhá, với cả mẹ nữa. Đây à, chụp ảnh à? Ok, chụp ảnh. Cười lên, 1, 2, 3. Hai mẹ con cười lên nhá. 2, 3, rồi đẹp lắm. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mẹ con tôi. Phải có phúc thì tôi mới gặp được Tô mới đúng chứ. Nói thật, từ lần đầu gặp con, tôi đã thấy cảm giác rất gần gũi rồi. Từ nhỏ, tôi đã chịu nhiều thiệt thòi. Bạn bè thường xuyên chê là tôi không có bố, nên con đã gây sự và đánh nhau suốt. Tôi rất thương con, nhưng không biết phải làm cách nào cả. Tôm giờ đã lớn, đủ để nhận thức như thế nào là một gia đình rồi. Bố mẹ đi chơi tiếp đi. Ừ. Đi. Vào, anh chụp cho kiểu ảnh. Ừ, mẹ vào đây. Nào, 2, 3. Rồi, 2, 3. Hai mẹ con đẹp nhất luôn. Thôi, bố mẹ đứng đây đi, để con chụp kiểu ảnh cho. Bố mẹ đứng sát vào, đứng như thế thì bao giờ mới có ảnh đẹp được. Rồi ạ, đây, bố phải đứng sát vào. Đây, tay, để đi đeo mẹ. Đấy. 2, 3. 2, 3. Đấy, có vẻ đẹp hơn không? Ừ. Thấy chưa? Con có thích không? Thích chưa ạ? Ừ, thế thì Tết, bố sẽ đưa hai mẹ con đi chơi thêm một lần nữa nhá. Ở đấy Tết nhá, là có thêm nhiều trò chơi hơn này. Có nhiều chương trình nghệ thuật sân khấu hơn. Đảm bảo hai mẹ con sẽ mê mệt luôn. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Thôi, mình đi sang bên kia xem thêm đi. Oh,
ở đây đẹp quá. Anh chụp ảnh cho em nhá. Đứng ra giữa đường, đứng ra giữa đường. Bố mẹ ơi. Nào, hai. Bố mẹ. Ba. Bố mẹ ơi. Ôi giời. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, sao không? Không. Mày không có mắt à? Dạ. Anh làm cái gì đấy? Ai? Tôi chưa làm cái gì nhá. Thằng bé này hư cho nên tôi muốn phải dạy nó một bài học. Anh không có quyền dạy dỗ con của tôi. À, Trang đấy à? Cô cũng cao tay phết nhở. Không ngờ trong một thời gian ngắn ấy, cô lại kiếm được cái thằng giai tân này. Mà trông mặt mày non thế. Cô vượt xa những cái gì mà tôi đã từng tưởng tượng đấy. Trai tân thì sao? Bố không nhận con thì bố Hoàng nhận con. Xin lỗi, bây giờ gia đình tôi bận đi chơi rồi, không có thời gian để tiếp chuyện anh nữa. Đồ tôi đã bỏ đi rồi, cô nhặt lại thì cũng đừng chê nhá. Biết đâu một ngày nào đấy, cô cũng trở thành đồ bỏ đi trong mắt của anh ta. Đi thôi con. Em đừng nghe cái lời bọn điên ấy nói, mọi chuyện không phải như thế đâu. Đến bây giờ mà anh bắt tôi phải tin anh á? Kiểu em nghe anh nói đã. Anh im đi. Từ bây giờ anh đừng bao giờ gọi điện cho tôi. Tốt hơn hết là đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Kìa, em. Kìa. Có việc, tớ đi trước đây. Định đi đâu? Tuy mày không phải là bạn cùng lớp của tao ấy, nhưng mà ai cho phép mày thích người yêu cũ của tao? Thì tôi thích Trung thì đã làm sao? Cậu với Trung không còn là gì của nhau nữa, thì phải để cho cậu ấy hạnh phúc chứ. Mày nói cái gì cơ? Mày nói lại xem nào. Vừa nói cái gì? Tao nói cho mày biết đi, đồ cũ của con Linh này thì mày không được phép nhận lên. Sang, mày nói cho tớ. Ok. Mày xong rồi con ạ. Trung, sao cậu lại ở đây? Hai người thôi ngay thì cho bắt nạt sang đi. Linh, cậu mà còn như thế nữa ấy, tôi mách cô đấy. Nhưng mà nó có ý thích người yêu cũ của tớ. Này, tôi và cậu ấy đã không còn gì nữa rồi. Cậu đừng có đi lấy danh nghĩa tôi để đi gây chuyện. Nếu không ấy, tôi không để tình bạn bè gì đâu. Còn cả cậu nữa sao ạ? Là bạn cùng lớp học với nhau mà cậu lại đi nghe cái lời xúi bậy để bắt nạt Trang như thế à? Trang, mình đi thôi. Ta đi như thế à? Kệ cái loại nghèo hèn này đi. Từ sao ấy, nó cũng không cùng đẳng cấp với chúng ta. Không phải quan tâm nó nữa. Đi. Vào đi. Thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo quý 1 của công ty mình ạ. Cô cứ để đấy. Hôm nay tôi có việc quan trọng phải đi, về tôi sẽ giải quyết sau. Dạ. Ah.
Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Linh. Sẵn tiện họp lớp, mình sẽ mua cho cô ấy một món quà gì đấy. Dù sao thì cũng là người yêu cũ của nhau mà. Mình cảm ơn nhá. Giày mình đâu nhỉ? Xin lỗi nha. Số mình đúng là đen thật. Đi mua quà mà lại mất đôi giày. Ơ, Trung. Ơ, Trang. Cậu không đi họp lớp à? Tớ đang đi học lớp đây. Mà sao cậu lại đi bộ thế này? À, tại công ty của tớ ở gần đây nên tớ đi bộ. Thế cậu cần tớ cho đi nhờ xe không? Nếu mà cậu có lòng ấy thì tớ sẽ không từ chối. Cho tớ đi nhờ một đoạn nhá. Trang xuống đi, để tớ đèo cho. Mà ai mới có buổi họp lớp mà cũng phải để mọi người chờ lâu cơ. Phải đấy. Như anh với em này, bây giờ là giám đốc của tập đoàn Thuận Tú rồi. Thế mà anh với em vẫn có thời gian đi học lớp đi thôi, đúng không? Ôi à, đến rồi. Ai đã nhìn thấy chưa? Trông kìa. Bao nhiêu năm rồi ấy, mà vẫn đi con xe máy như thế. Mà chẳng hiểu sao ấy, anh còn mời nó đến học lớp nữa. Mất mặt. Chào mọi người. Linh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Em cảm ơn anh. Em không ngờ là bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn nhớ sinh nhật em đấy. Anh đúng là lãng mạn thật, trả bù cho anh sang. Tuy anh là giám đốc thật, nhưng mà anh ấy chẳng lãng mạn vậy. Anh chỉ biết cho em tiền thôi. Đúng là tình cũ đụng đến nhà. Mà mấy cái món quà rẻ tiền này em cầm làm gì cho nó nặng tay ra. Kìa sao, quà cáp đâu quan trọng đến như vậy. Quan trọng là tấm lòng chứ. Mà dù sao hôm nay cũng là nhân dịp họp lớp, mọi người vui vẻ lên chứ ai lại căng thẳng như thế. Đúng là văn vở. À, thôi mọi người ngồi đi nhở. Công việc của cha dạo này như nào? Chung cũng khá là tốt. Còn cậu thì sao? Anh Chung vẫn ổn. Có chuyện gì mà anh vui thế? Này, em muốn nhìn thấy cái thằng Chung không? Ăn mặc trông lịch sự nhưng mà lại đi dép tổ ong như kìa. Anh kệ người ta đi. Từ đi dép tổ ong thì đã làm sao? Mà tôi thấy chuyện này ấy, chẳng có gì mà buồn cười cả. À, có cái gì mà không buồn cười chứ? Cậu đã dáng mượn bộ đồ rồi ấy, thì sao không cố gắng mượn nốt đôi giày đi? Đi vào trông cho lịch sự chứ. Ai lại để đi đôi dép tổ ong thế kia? Lộ cái vẻ nghèo hèn ra bên ngoài trông buồn cười lắm. Sao? Cậu bớt vô duyên hơn được không? À, thôi nào, mọi người làm sao thế nhở? À mà nhân ngày hôm nay là họp lớp, cậu muốn thông báo một điều là hôm nay mọi người đóng quỹ nhá. 5 triệu một người. Cái gì? 5 triệu á? Ờ. Nhưng mà những người khác chưa đến, chắc gì họ đã đồng ý. Đấy, 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 đấy. Nãy giờ cái giọng nghèo, giọng hèn ra rồi. Có 5 triệu bạc để đi ăn, đi chơi, đi thư giãn. Có cái gì mà các cậu phải xoắn hết cả lên ấy. Trang chỉ đang tò mò để xem được kế hoạch dùng tiền của mọi người là như nào thôi mà. Ừ, đúng rồi đấy. Năm ngoái cũng đóng quỹ 3 triệu, chưa kịp đi chơi mà đã hết rồi. Tớ... Sao? Cậu còn ý kiến á? Tớ là thủ quỹ ở đây. Cậu nói thế khác gì bỏ tớ ăn chặn không? Tớ không có ý đấy. Này, cậu nên nhớ ấy, cậu là cái đồ nhà nghèo. Đã thế, bây giờ lại chỉ còn là nhân viên quèn nữa chứ. Suy nghĩ đê tiện gì mà chẳng có. Tôi đường đường là một giám đốc, việc gì phải ăn chặn mấy cái đồng lẻ của cậu. Ê, cho chỉ nói thế thôi mà. Tại sao em cứ phải như thế nhỉ? Anh nên nhớ là anh là người yêu cũ của em đấy. Sao anh lại bênh vực cô ta? Mà ấy, em là thủ quỹ, thu tiền, có gì được sai nào? Nhưng mà nó không rõ ràng. Không rõ ràng à? Không rõ ràng này. Đây. Em làm cái gì đấy hả? Trang đã làm gì em đâu? Anh còn nói tôi á? Anh đừng có tưởng ấy, anh tặng ba cái bó hoa kể này cho tôi nhá, như thế là giá trị. Anh nhìn bản thân mình đi, sau bao nhiêu năm rồi, tôi và anh Sang là giám đốc của một công ty lớn. Anh thì sao? Vẫn là thằng
ăn xin đi dép tổ ong chứ làm sao nữa. Không sao chứ. Nó tuổi gì mà đòi đứng nói chuyện với cả bọn mình. Ngày xưa đi học lên mặt cũng gớm lắm cơ mà. Quả các cụ ấy nói cấm có sai nhờ. Học lắm ấy thì tắm cũng ở chuồng mà thôi. Hóa ra hai người lại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như thế à? Hay thật đấy. Hai người mau xin lỗi Trang đi. Đường đường là giám đốc của công ty Thuận Tú, tại sao tao phải xin lỗi cái thứ như nó chứ? Hả? Mà tao nói cho hai chúng mày biết luôn nhá, lần sau ấy không có tiền thì đừng có mà đi học lớp nghe chưa? Nhục lắm. Là giám đốc của một công ty mà không có tư cách thì cũng là thứ bỏ đi thôi. Nhưng mà chúng tôi có tiền. Chúng tôi toàn hợp tác với những công ty lớn thôi. Chẳng hạn như là Ham Group này. Tập đoàn Ham hả? À, tôi cũng đang làm việc ở tập đoàn đấy đấy. Tôi cho hai người một cơ hội cuối cùng. Nếu như hai người xin lỗi Trang thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Còn nếu không ấy, thì đừng có trách. Nhiều khi ấy, ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi. Khi nào ấy, bọn mày giàu hơn tao ấy thì mới có tư cách bắt tao xin lỗi bọn mày, nghe chưa? Đấy là lựa chọn của cậu. Alo, thư ký Ngọc à? Cô hãy hủy cho tôi hai dự án mà công ty Thuận Thú chuẩn bị hợp tác với cả bên công ty ta. Đồng thời, gửi lời của tôi đến chủ tịch bên công ty Thuận Tú là tôi rất ấn tượng với cách làm việc của giám đốc Sang và Linh. Cha, mình về không? Dạ, alo chủ tịch ạ. Dạ, sao ạ? Chủ tịch chung của tập đoàn Ham Group nghỉ hợp đồng với bọn mình ạ. Dạ. Dạ không sao đâu ạ. Dạ em hiểu vấn đề rồi ạ. Sếp đừng đuổi việc em vội, để em sẽ giải quyết việc này ạ. Dạ dạ vâng ạ. Trung này, hóa ra cậu chính là chủ tịch của Ham Group à? Anh Sang, anh ta là chủ tịch của Ham. Trung này, cho bọn tớ xin lỗi nhá. Có gì cậu bỏ qua chuyện vừa lúc nãy cho bọn tớ đi. Cậu đừng có hủy ký kết hợp đồng với bọn tớ. Không có bọn tớ mất việc, chết cả lũ mất. Anh Trung, anh cho em xin lỗi. Anh nể tình, chúng ta đã là người yêu cũ, anh bỏ qua cho em. Trang, tớ xin lỗi. Đã quá muộn rồi. Nếu như ngay từ ban đầu hai người không coi thường Trang và tôi thì mọi chuyện đã không xảy ra như này. Đây là cái kết xứng đáng mà hai người phải nhận được. Đi thôi Trang. Thắng. Ôi đợi lâu chưa bạn? Đủ lâu để chứng minh tình bạn chúng ta đấy. Xin lỗi bạn nhá, xe hỏng, tôi phải vứt xe ngang đường để đến đây cho kịp giờ đấy. Tôi biết bạn mình như nào mà. Thế bây giờ chúng mình đi nhỉ, lâu lắm rồi tôi không gặp bạn đấy. Xin lỗi bạn nhá, bây giờ tôi phải đi có việc gấp mất rồi, hẹn bạn hôm khác. Hay là bạn nghĩ tôi không có tiền chứ gì? Không phải, mà là con em vợ thằng bạn tôi nó bị tai nạn. Thằng bạn chơi chung từ nhỏ ấy, nó lên trên đất thành phố này có quen biết ai đâu. Thế là mình phải chạy ra chăm sóc đấy chứ. Thế bạn có tiền chưa? Đấy, muốn lo cho người khác ấy thì trong người mình phải có tiền. Đây, bạn cầm lấy thẻ của mình đi. Cầm lấy. Không được, tiền của bạn ai lại... Bạn buồn cười thật đấy. Bạn của bạn ấy thì cũng như là bạn của tôi. Chúng ta tuy hai là một. Bạn yên tâm, bạn cứ cầm lấy thẻ của tôi đi lo cho em vợ của bạn đi. Đừng có ngại, cầm lấy. Thế được rồi, coi như lần này tôi mượn tiền của bạn đi. Khi nào có tôi sẽ hoàn trả lại bạn đầy đủ. Ấy, đã là bạn tốt với nhau ấy thì chúng ta không nên tính toán, bạn hiểu chưa? Nhưng mà tôi ngại. Ôi, thôi, bây giờ anh em mình thì để hẹn hôm khác anh em gặp nhau nhá. Bây giờ bạn đi lo cho em vợ đi, không lại muộn. Vậy thì hẹn bạn hôm khác nhá. Ok bạn ơi. Cảm ơn bạn Hiền nhá. Ok, đi đi nhá.
Đây, bạn vào đi. Mời bạn ngồi, cứ tự nhiên nhá. Nhà bạn sạch sẽ khang trang thật đấy. Ôi, tôi được như này ấy là cũng một tay vợ và mẹ chăm sóc đấy. Đấy, bạn uống nước đi. Bạn như thế này thì tôi nghĩ chắc chắn là vợ bạn phải xinh đẹp và giỏi giang lắm đấy chứ nhỉ? Thì cũng gọi là tạm. Đấy. Và tôi nghĩ bạn cũng lấy vợ đi. Lấy vợ vào cái là được chăm lo ngay. Vợ con với tôi cứ từ từ bạn ạ. Tôi là cứ phải sự nghiệp là hàng đầu. Các cụ có câu ấy, an cư thì mới lạc nghiệp. Đấy, bạn thấy không? Ví dụ điển hình như là tôi này. Lấy vợ vào cái sự nghiệp cứ thăng tiến vù vù lên. À, vợ bây giờ em đi vào bếp làm cái món gì cho hai anh em Nhi nhá. À, quên, chưa giới thiệu với cả em. Đây là Thắng, là bạn thân chí cốt với cả anh. Hôm nay anh đưa Thắng về đây ấy để thăm nhà mình. Chào em nhá, anh là Thắng, bạn của Trung. Vâng, chào anh ngồi chơi ở đây nhá. Này, ông chồng thế này mà kiếm được cô vợ xinh xắn, giỏi giang nhá. Bạn buồn cười thật đấy. Bây giờ anh em mình ấy đi chọn vợ thì phải chọn cái người nào hoàn hảo thì nó mới xứng, đúng không? Con chào mẹ. Cháu chào bác ạ. Tôi xin phép đi vệ sinh thì. Bác đi đi. Cháu xin phép ạ. Trung. Dạ. Con đang sởi lởi quá đấy. Mẹ, đấy là bạn thân chí cốt với cả con. Hai anh em bọn con ấy tin tưởng nhau tuyệt đối. Mẹ đừng có mà lo quá. Tin gì thì tin, nhưng mà mẹ nhìn qua, mẹ thấy bạn con có vẻ không phải là người tốt đẹp gì đâu. Mẹ thì bác ạ, cháu có nghe Trung kể rất nhiều về bác rồi, mà hôm nay cháu mới có dịp diện kiến bác. Bác đúng là một người mẹ tuyệt vời, hoàn hảo luôn đấy bác ạ. Cháu hơi quá lời rồi. Bác thì cũng đơn giản như bao người khác thôi. Không không bác ơi, cháu thấy bác phải là một người mẹ hoàn hảo số một thế giới luôn đấy ạ. Thôi, cháu ngồi chơi với Trung nhá. Bác bận một chút việc. Dạ vâng ạ. Ngồi đi bạn. Anh. Chào em nhá. Anh Trung không có ở nhà anh ạ. Anh bảo qua với Trung rồi. Em mời anh vào nhà. Anh mời anh ngồi ạ. Mà em ở nhà có một mình thôi à? Vâng, mẹ chồng em vừa ra ngoài có việc. Anh ngồi đợi một tí, anh Trung sắp về rồi đấy ạ. Tôi chết rồi. Anh có chuyện gì thế ạ? Em xem hộ anh với, trong mắt anh có con gì nó vừa bay vào ấy, khó chịu quá. Ở đây này, đây này. Vâng, để em xem ạ. Em không thấy con gì cả anh ạ. Chắc là anh chỉ dính bụi thôi. Chắc nó thấy em nó sợ quá, nó trốn mất tiêu rồi. Anh cũng biết đùa thật đấy. Thôi anh ngồi đây chơi nhá. Em xin phép vào trong phòng ạ. Đây rồi. Bạn hiền của tôi đây rồi. Nào, đợi tôi có lâu không? Tôi còn chưa kịp ngồi xuống ghế đây này. Thế bạn ăn uống gì chưa? Ăn rồi, bạn đã ăn với đối tác rồi. Em đi dọn một phòng cho Thắng. Thắng sẽ ở lại đây vài hôm. Thôi bạn ơi, tôi nghĩ lại rồi. Không cần phải phiền đến vợ chồng bạn nữa đâu. Tôi ra khách sạn ngủ cũng được. Kìa, ai làm thế? Nhà tôi thì rộng, bạn cứ ở lại đây, ở với tôi cho vui hả? Thế nhưng mà tôi ngại vợ chồng bạn. Nếu mai không chê chật chội, anh ở lại đây vài hôm cũng được ạ. Thôi được rồi, hai vợ chồng bạn nó có lòng ấy thì tôi cũng không từ chối nữa. Bạn bè với nhau, bạn cứ khách sáo như này ấy, làm tôi khó xử quá. Anh này. Sao đấy? Em thấy anh Thắng có vấn đề đấy. Vấn đề gì? Em lại bắt đầu suy nghĩ rồi. Mấy lần em cứ thấy anh ấy cố gắng lại gần em. Em đừng có mà kỹ tính quá. Thắng là một người sống rất là văn minh, không bao giờ có chuyện bạn anh làm mấy cái trò đấy. Hay là em không muốn bạn anh ở đây? Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Đi ngủ đi, mai còn phải đi làm.
Mẹ à, sao con phải sợ như vậy? Con xin lỗi. Con... đây là nhà con, con không việc gì phải sợ, có mẹ ở đây rồi. Con biết á, nhưng mà... thôi, không phải suy nghĩ nhiều nữa, đi vào ngủ đi. Ngủ ít lại ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy. Đi vào. Vào đi con. Em xin lỗi. À không, anh mới phải xin lỗi em mới đúng chứ. Mà em đi làm người có mệt không? Ngồi xuống đây nghỉ ngơi đã. À, dạ thôi, không cần đâu ạ. Em cảm ơn ạ. Cứ ngồi xuống đây nghỉ ngơi đã. À, anh bỏ ra đi. Em ngồi xuống đây nào. Anh bỏ ra đi ạ. Anh Thắng. À. Sao người anh nóng thế này? À. Để gọi cấp cứu. À, không cần đâu. Anh không sao. Anh ngồi nghỉ một lúc cũng được mà. Em cứ làm việc của em đi. Anh định làm gì? Bình tĩnh, chiều anh một tí. Anh có gì không hơn thằng Trung đâu. À, em chỉ cần chiều anh một tí thôi là anh sẽ lo cho em cái cuộc sống nó còn sung túc hơn thế này nhiều. Anh đi ra đi, nếu không tôi sẽ hét lên đấy. Hả? Em hét á? Thì em hét lên, em hét xem có ai nghe thấy không. Mẹ của em ấy bây giờ chắc chắn là đang ngủ say rồi, còn thằng chồng em thì biết bao giờ nó mới về. Nên là mình cứ vui vẻ một chút đi, có làm sao đâu. Nào, anh đi ra đi, đừng tôi ra. Này. Mày dám đi ăn cả vợ tao à? Quân lừa đảo, cút ra khỏi nhà tao ngay, cút ngay. Sao mẹ lại đuổi con thế ạ? Mày là thằng lừa đảo, mày đến nhà tao ở lại để trốn tao. Bạn ơi, bạn cứ bình tĩnh nghe mình giải thích đã. Mày muốn giải thích cái gì? Giải thích việc mày đè vợ tao lên giường như thế hả? Thằng mày không qua mặt được tao đâu. Con đã sáng mắt ra chưa? Nó là con nợ, đang bị truy lùng khắp nơi đấy. Chưa hết đâu, anh biết không? Anh ta còn cho mẹ uống thuốc ngủ nhiều lần nữa đấy. Ba uống nước đi ạ. Dạ vâng. Để mày gọi cho công an, phải tống cổ nó vào tù. Tao coi mày là bạn, mà mày quay lại cắn tao như thế à? Ấy, là bạn tự nguyện đấy chứ mình có ép buộc bạn đâu. Mày, mày cút, mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Thế thì tạm biệt bạn nhé. Mật dậy. Con đã thấy chưa? Lúc nào cũng bạn tốt, bạn tốt. Bạn tốt gì mà định cướp cả vợ của mình ý? Em nói thì anh đâu có tin. Lần này em đã phải hợp tác với mẹ để vạch trần âm mưu của anh ta. Bây giờ anh tin người ngoài hay là tin vợ? Anh xin lỗi. Tất cả là do anh. Anh sai rồi.
Đúng sai mẹ không nói, nhưng mà chơi với ai thì phải hiểu họ là người như thế nào. Đừng có để lòng tốt của mình bị người ta lợi dụng. Mà từ giờ trở đi con cũng bớt ăn chơi đi, nhớ chưa? May mà hôm nay con Đinh nó không làm sao đấy. Mẹ, con không làm sao thật mà.